thực hiện chương trình công tác năm 2021, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện công tác khuyến công, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác khuyến công và trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia lần thứ tư năm 2021. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025, cũng là năm đầu tiên các địa phương tích cực xây dựng và triển khai chương trình khuyến công địa phương trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Qua đó, năm 2021, tổng kinh phí khuyến công của cả nước là 338 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 14 mô hình trình diễn, gần 740 cơ sở được chuyển giao ứng dụng máy móc hiện đại, tư vấn đánh giá đào tạo cho khoảng 92 cơ sở về sản xuất sạch hơn, tổ chức đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý cho hơn 3.000 người, triển khai 22 hội thảo, tập huấn chuyên đề cho 1.500 đại biểu bằng nhiều hình thức. Năm 2022, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng xây dựng đề án khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất, đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu của các cơ sở, giải quyết việc làm cho lao động chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 di dân về nông thôn, tăng cường hoạt động tư vấn, trợ giúp thông tin, nâng cao năng lực sản xuất thích ứng bối cảnh dịch COVID-19. Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng tặng thưởng bằng khen cho 75 tập thể, 112 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công giai đoạn 2014-2020.